Đến tối ngày 7 tháng 4, vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực phường 3, thành phố Đà Lạt khiến cả khu vực rộng lớn bị tác động vẫn chưa thể khống chế. Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, nhiều người dân phát hiện tại khu vực tiểu khu 267A, khu vực đèo Bren, phường 3, thành phố Đà Lạt, xuất hiện những đám cháy nhỏ rải rác. Tuy nhiên, sau đó đám cháy đã nhanh chóng lan rộng bao trùm nhiều ngọn đồi. Tính đến 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế do khu vực xảy ra cháy rộng lớn trải dài hàng trăm mét. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực được huy động để tập trung xử lý vụ cháy. Sau khi phát hiện vụ cháy, hàng chục cán bộ nhân viên chủ rừng và lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên và lực lượng của Ủy ban Nhân dân phường 3 tham gia chữa cháy. Hiện nguyên nhân thiệt hại vụ cháy rừng vẫn chưa xác định được. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến 22 giờ 20 phút, vụ cháy cơ bản được khống chế.